Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ rất là buồn nhưng mà rất là bựa, rất là đau khổ. Và bài thơ của mình xin được phép bắt đầu. Nhớ em, anh chỉ lặng im. Mỗi lần nhớ lại, bạch chim ra giường. Nhớ anh, em chẳng dám làm ồn. Mỗi lần nhớ lại, bạch ồn ra xem. Gửi em đu rét màu hồng, hoàng anh phạm có món gà giang mai. Anh như con chó bất tài, ngoài nơm yếu đuối nhưng bên trong thì gấp dài. Yêu em yêu cả hình hài, chân dài anh vuốt, ngực tròn thì anh nhai. Đã yêu thì phải xếp hình, nếu mà không xếp thì mình chia tay. Tư vấn thì phải có hình mới không, những kẻ luôn miệng nói không, ắt là những kẻ hán không có gì. Gái không chồng thì cái mộng nó giật, gái có chồng thì nó khổ cái mu. Hàng đêm thì gió thổi hu hu, giật mình tính dậy thì con cu trong quần. Xin chào.